Chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, thay đổi phương thức hoạt động quản trị của doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, tạo ra cơ hội kinh doanh, tái cấu trúc và phục hồi nền kinh tế. Dù vậy, quy mô nền kinh tế số của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xứng tiềm năng và kỳ vọng bởi nhiều nút thắt. Chúng ta đã có được nhiều cái sự đáp ứng về mặt cảm biến, về tự động hóa, về dữ liệu, về trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà chúng ta cần có sự liên kết mạnh hơn, lớn hơn trên diện rộng. Chúng ta cần phải có những hệ thống thông minh hơn. Theo tính toán, hiện kinh tế số đang chiếm tỷ trọng từ 13 đến 16% trong GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số sẽ đóng góp 25% GRDP và đạt 40% vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, mỗi năm tăng trưởng kinh tế số phải đạt từ 2,5 đến 3%. Đây là một thách thức không hề nhỏ. Tích cực triển khai nhanh chóng và hiệu quả các chiến lược quốc gia về kinh tế số, xã hội số. Phương châm về thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số là tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm khoa học và thiết thực. Chính quyền là người dẫn dắt, khai phá, tạo điều kiện cho sự phát triển, thu hút doanh nghiệp, cá nhân tham gia trong hệ thống sinh thái chung. Ưu tiên chuyển đổi số một số lĩnh vực mà người dân và doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch lớn để tập trung tạo sự thay đổi căn bản như lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư. Thông qua diễn đàn lần này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhiều định hướng, tìm ra các giải pháp để thiết kế chính sách phù hợp cho phát triển kinh tế số tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo kịp xu hướng thế giới, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thành phố.